Kính chào quý anh chị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi trưa ngày 27 tháng 8 năm 2019. Thì trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay lúc 8 giờ 30 sáng ấy, thì giá vàng SJC thì có xu hướng giảm, đó là 100.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tuy nhiên cho đến thời điểm bây giờ thì giá vàng ở trong nước lại tiếp tục giảm sâu nữa, thêm 50.000 đồng trên một lượng nữa. Chính vì vậy mà bây giờ mình mới có dịp để cập nhật đến quý anh chị và các bạn đối với giá vàng trong nước và thế giới. Và trong trưa ngày hôm nay thì giá vàng thế giới đang được giao dịch ở mức đó là 1.526,8 USD trên một ounce và có giảm 0,2 USD trên một ounce so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn đối với giá vàng ở trong nước, ở tất cả các hệ thống vàng cũng như các địa phương thì phần lớn có xu hướng giảm. Đấy. Và mức độ giảm dao động là từ 63.000 đồng trên một lượng cho đến 150.000 đồng trên một lượng. Và đặc biệt đối với hệ thống SJC ấy, thì giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể mình xin điểm qua giá vàng trong nước như sau. Thứ nhất đó là đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh, SJC ở thành phố Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức đó là 42.250.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.650.000 đồng trên một lượng. Và đối với SJC thì có giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hệ thống Doji ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 42.350.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.900.000 đồng trên một lượng và có giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Thì trong hai ngày hôm qua và ngày hôm kia thì giá vàng ở trong nước thì tăng rất là cao, tăng 500-600.000 đồng trên một lượng. Thì hôm nay xu hướng đã quay đầu trở lại, đã quay đầu giảm và cái mức độ giảm này thì đang rất là thấp. Tiếp theo đó là hệ thống PNG ở thành phố Hồ Chí Minh đang được mua vào là 42.400.000 đồng và bán ra là 42.800.000 đồng. Đối với nhẫn 4 số 9 1 chỉ đến 5 chỉ ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 42 triệu và bán ra là 42.600.000 đồng. Và nhẫn 4 số 9 này thì có giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Vàng nữ trang 4 số 9 ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, chiều mua vào là 42.800.000 đồng. 41.800.000 đồng và bán ra là 42.600.000 đồng. Và đối với vàng nữ trang 4 số 9 thì có giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng nữ trang 24K chiều mua vào là 41.178.000 đồng và bán ra là 42.178.000 đồng. Và đối với vàng nữ trang 24K thì giảm 149.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Đối với vàng nữ trang 18K chiều mua vào là 30.703.000 đồng và bán ra là 32.103.000 đồng và có giảm 113.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 23.588.000 đồng và bán ra là 24.988.000 đồng và có giảm 88.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Đó là vàng nữ trang 14K. Còn đối với vàng nữ trang 10K, chiều mua vào là 16.516.000 đồng và bán ra là 17.916.000 đồng và có giảm 63.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Đó là đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là đối với thị trường Hà Nội. Thị trường Hà Nội thì có 3 hệ thống vàng có xu hướng thay đổi, đó là Doji, SJC và hệ thống Phú Quý. Cụ thể như sau. SJC thì vẫn đang được mua vào mức đó là 42.250.000 đồng và bán ra là 42.670.000 đồng và có giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hệ thống Doji thì có giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều. Cụ thể đó là mua vào 42.250.000 đồng một lượng và bán ra là 42.900.000 đồng trên một lượng. PNG chiều mua vào là 42.400.000 đồng và bán ra là 42.900.000 đồng. Hệ thống Bảo Tín Minh Châu mua vào là 42.270.000 đồng và bán ra là 42.850.000 đồng trên một lượng. Nhẫn SJC 24K ở Hà Nội chiều mua vào là 41.750.000 đồng và bán ra là 42.350.000 đồng. Còn đối với hệ thống Phú Quý ở Hà Nội chiều mua vào là 42.300 và bán ra là 42.800. Đối với chiều bán ra thì có giảm 50.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, đó là đối với Hà Nội.
Tiếp theo đó là tại thị trường Đà Nẵng, hệ thống SCC và Doji và PNG thì có giá như sau. Hệ thống SCC đang được mua vào là 42.250.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.670.000 đồng và có giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều. Còn đối với Doji thì giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều. Cụ thể giá đó là 42.250.000 ở chiều mua vào và bán ra là 42.950.000. PNG mua vào là 42.400.000 và bán ra là 42.800.000. Đó là tại thị trường Đà Nẵng. Tiếp theo nữa đó là đối với hệ thống Ngọc Hải ở Mỹ Tho, ở Long An, ở Tân Hiệp và ở Bến Tre của các hệ thống như là SCC 17K, 24K của hệ thống Ngọc Hải có giá như sau. Ngọc Hải SCC ở Mỹ Tho chiều mua vào là 42.300.000 và bán ra là 43.000.000 tròn. Ngọc Hải 24K ở Long An, ở Tân Hiệp và ở Bến Tre thì có giá như sau. 24K ở Long An chiều mua vào là 42.200.000 đồng và bán ra là 42.700.000 đồng. Ở Tân Hiệp và ở Bến Tre cũng có giá tương tự. 41 triệu các bạn nhé. 41.200.000. Chiều mua vào là 41.200.000 đồng và bán ra là 41.700.000 đồng. Đấy, mình nhầm lúc nãy là 42 các bạn ạ. Thì các bạn theo dõi ở trên màn hình. Còn Ngọc Hải 17K ở Long An, ở Tân Hiệp và ở Bến Tre thì đều có giá như sau. Ở Long An là chiều mua vào 29.750.000 đồng trên một lượng và bán ra là 31.550.000 đồng trên một lượng. Ở Tân Hiệp và ở Bến Tre chiều mua vào là 29.450.000 đồng một lượng và bán ra là 31.150.000 đồng một lượng. Đối với Ngọc Hải 17K thì giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Còn đối với Ngọc Hải 24K thì giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tiếp theo nữa đó là đối với hệ thống SCC ở một số địa phương trên phạm vi cả nước thì có giá như sau. Ở Cần Thơ chiều mua vào là 42.350.000 đồng và bán ra là 42.750.000 đồng. Đối với hệ thống SCC ấy, thì trong ngày hôm nay thì giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chính vì vậy mà các bạn có thể theo dõi ở trên màn hình đấy ạ, màn hình bên cạnh thì mình không đọc về cái sự tăng giảm nữa bởi nó cùng một giá, đó là 150.000 cái sự giảm. Cho nên mình chỉ cập nhật thôi, thì các bạn có thể theo dõi thêm ở trên màn hình. Ở Huế chiều mua vào là 42.230.000 và bán ra là 42.670.000. Ở Nha Trang chiều mua vào là 42.420.000 và bán ra là 42.670.000 đồng trên một lượng. Ở Bình Phước chiều mua vào là 42.220.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.680.000 đồng trên một lượng. Ở Cà Mau chiều mua vào ở Biên Hòa, ở thị trường vàng miền Tây, ở Quảng Ngãi và Long Xuyên của An Giang thì đều có giá như sau, đều có giá giống nhau. Đó là mua vào là 42.250.000 đồng một lượng và bán ra là 42.650.000 đồng một lượng và đều giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Ở Đà Lạt thì có giá cao hơn một chút, ngày nào cũng thế thôi. Ở Đà Lạt cao hơn một chút, đó là chiều mua vào 42.270.000 và bán ra là 42.700.000 đồng và đều giảm 150.000 đồng. Đó là hệ thống SCC trên phạm vi cả nước. Tiếp theo nữa đó là hệ thống vàng tại một số ngân hàng lớn, thì ở đây có 5 hệ thống ngân hàng có sự thay đổi về giá, chỉ có Maritimebank thì không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua thôi. Cụ thể như sau. Vietinbank Gold chiều mua vào là 42.400.000 và bán ra là 42.820.000. Và đối với hệ thống Vietinbank Gold ấy thì có tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Còn đối với TPBank Gold chiều mua vào là 42.200.000 đồng và bán ra là 42.830.000 đồng. Đối với chiều mua vào thì tăng 200.000 đồng, tuy nhiên thì bán ra thì giảm rất là sâu, 470.000 đồng. Maritimebank thì vẫn giữ mức như ngày hôm qua, mua vào 42.000.000 và bán ra là 43.000.000 đồng một lượng. Hệ thống SCB chiều mua vào 42.350.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.750.000 đồng một lượng. Đối với hệ thống SCB này thì đều tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn Eximbank thì có giảm 100 ở chiều mua vào và giảm 150 ở chiều bán ra.
Cụ thể đó là mua vào 42 triệu 350 nghìn đồng trên một lượng và bán ra là 42 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Còn đối với Sacombank, chiều mua vào là 42 triệu 350 nghìn đồng trên một lượng và bán ra là 42 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Sacombank này thì cũng giống giá như Eximbank, tuy nhiên là nó tăng 50 nghìn đồng ở chiều mua vào và bán ra thì vẫn giữ mức ổn định. Đó là giá vàng trong nước và thế giới ở tất cả các hệ thống vàng. Và hôm nay mình xin cập nhật thêm cho các quý vị và các bạn về tỷ giá ngoại tệ, một số ngoại tệ mạnh ở trên thế giới. Thứ nhất đó là đô la Mỹ, chiều mua vào là 42.140 đồng và bán ra chiều mua vào là 23.140 đồng, thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình, và bán ra là 23.260 đồng. Đồng euro chiều mua vào là 25.542 đồng và bán ra là 26.389 đồng. Đối với đồng euro thì chiều mua vào thì giảm 38 đồng một euro và bán ra là giảm 83 đồng ạ, và bán ra là giảm 86 đồng. Đồng yên Nhật thì có giá đó là 212 chiều mua vào là và 220 chiều bán ra. Đồng bảng Anh, bảng Anh thì chiều mua vào đó là 28.016 đồng và bán ra là 28.464 đồng. Đối với bảng Anh thì có giảm 147 đồng ở chiều mua vào và 149 đồng ở chiều bán ra. Đô la Canada chiều mua vào là 17.216 đồng và bán ra là 17.668 đồng. Đối với đô la Canada ấy, thì có tăng 80 đồng ở chiều mua vào và tăng 82 đồng ở chiều bán ra. Đó là đối với một số ngoại tệ mạnh ở trên thế giới. Kính mong quý anh chị và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách kéo xuống phía dưới chữ đăng ký kênh. Các anh chị hãy ấn vào đăng ký kênh và rung chuông để cập nhật giá vàng hàng ngày, cũng như là đón xem những video sớm nhất về cập nhật giá vàng của chúng tôi. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều.